Xin chào các bạn và các em đã đến với chương trình Lamborghini TV. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến việc là con người chúng ta sinh ra đã được lập trình sẵn là 80% lúc nào là mình cũng đã tiêu cực rồi. Vậy thì cái cách nào để chúng ta lập trình lại và giúp cho cuộc sống chúng ta tích cực, để chúng ta hạnh phúc hơn, thành công hơn và chúng ta mạnh khỏe hơn trong cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Các bạn có biết không, hôm nay tôi sẽ nói rằng là để tôi coi là tỷ phú Hoàng Kiều với lại Ngọc Trinh đã chửi nhau, đã chém nhau như thế nào trên Facebook sau khi cuộc tình nóng say. Hôm nay tôi sẽ xem thêm coi là Hồ Ngọc Hà với lại vợ của anh đại gia Kim Cương có còn gọi là gì, ném đá nhau ở trên mạng này hay không. Rồi một ngày các bạn xem thông tin, ngay cả tôi ở Mỹ cũng vậy, CNN một ngày thả bom. Mỗi 5 phút tôi không thấy được những cái điều gì mà làm cho cái tinh thần con người ta tốt hơn và học hỏi, mà toàn là gì hãm hiếp, khủng bố, gọi là gì chỉ trích người khác. Vì những cái tin đó nó rất là nóng hổi, nó gây giật gân và cứ mỗi 5 phút là như vậy. Và chúng ta rất là thích và chúng ta rất là cảm thấy những cái thông tin đó nó rất là lôi cuốn. Vì lý do tại sao? Đó cũng là lý do tại sao mà thông tin media họ cũng luôn luôn chú trọng vào những điều đó. Bởi vì con người của chúng ta được sinh ra là 80% đã được lập trình là chúng ta có những cái ý nghĩ tiêu cực. 80% một ngày, các bạn biết theo những nhà khoa học nghiên cứu hiện tại gần đây, chúng ta có khoảng 50.000 cái dòng suy nghĩ. Thì trong 50.000 cái dòng suy nghĩ mỗi ngày đó, có 98% những suy nghĩ đó là những suy nghĩ cũ mềm, cũ rích, lặp đi lặp lại. Ngày này qua ngày nọ nó cũng y chang như vậy. Ăn cái gì, nói chuyện với ai, những cái chuyện lặp đi lặp lại. Và 80% những cái suy nghĩ chúng ta là tiêu cực. Lý do tại sao chúng ta lại được lập trình tiêu cực như vậy? Các bạn biết rằng là vào thời tiền sử cách đây bao nhiêu ngàn năm, khi con người chúng ta được sinh ra thì tạo hóa đã giúp cho chúng ta có một cái bộ phận bảo vệ phòng thủ rất là vững chắc để chúng ta đấu tranh và sinh tồn với thiên nhiên. Trong hang động, nào là bị hổ rượt, nào là bị cáo rình, tất cả những cái điều đó. Cho nên tất cả những cái anten về nghi ngờ, về những cái gì mà tiêu cực, những cái gì mà hơi có vẻ như là tâm tối một tí, là ta phải gây sự chú ý và ta phải chú ý để phòng thủ và phải gọi là đối kháng với nó, phải giải quyết nó, phải đối kháng với nó liền. Thí dụ như các bạn để ý coi, tôi làm một điều gì đó được 10 người khen và một người chê, thì tôi chẳng bao giờ mà nhớ đến 10 người khen đó, nhưng mà tôi nhớ mãi cái một cái người chê tôi. Hay là ai đó làm điều gì cho mình là 10 điều tốt, mình chỉ cần làm một điều mà mình không có vui, mình phật lòng thôi, là coi như là mình cũng chỉ nhớ cái điều mà mình phật lòng, chứ mình không nhớ 10 cái điều tốt đẹp mà người ta đã làm cho mình. Đó là cái rất là ngộ nghĩnh của bộ não, phải không các bạn? Chúng ta luôn luôn có khuynh hướng tập trung vào tiêu cực, để ý và cảm những cái điều mà tiêu cực giật gân, nó sẽ làm lôi cuốn và gây chú ý cho chúng ta hơn. Tuy nhiên, chúng ta đã qua bao nhiêu chu kỳ tiến hóa, chúng ta đã tiến hóa rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là cái bộ não của chúng ta nó vẫn chưa có tiến hóa kịp với cái tốc độ mà chúng ta sống hiện nay, với những cái công nghệ, với những cái kỹ thuật. Thì cái kỹ năng mà ngày xưa bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta có, tức là 80% những cái ý nghĩ tiêu cực phải để đó để chúng ta gì? Chúng ta sinh tồn, chúng ta bảo vệ được, tránh những cái nguy hiểm. Những cái kỹ năng đó, 80% đó nó không còn là một kỹ năng hiệu quả của thời nay nữa, nhưng mà nó vẫn còn ở đó. Và cũng đồng thời lúc đó thì khoa học ngày nay đã tìm ra rất là nhiều dẫn chứng cho chúng ta biết rằng những cái ý nghĩa mà tích cực sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và đặc biệt là nối kết để tạo ra những cái đường dẫn mà giúp cho các bạn đi đến con đường thành công nó nhanh hơn, nó hiệu quả và nó tích cực hơn. Cho nên là chúng ta ý thức được điều này, biết rằng là mình hay có khuynh hướng tiêu cực, cái gì mà nó tiêu cực á, mình dễ nhớ, dễ lôi cuốn, dễ tập trung hơn là những cái điều xây dựng và tích cực. Các bạn có biết rằng tôi có một cái lớp học dành cho các lãnh đạo và quản lý đa quốc gia, thì cái nhiệm vụ tôi đưa ra 30 phút, nhóm 1 á,
là không làm gì cả, nhiệm vụ duy nhất thôi, tức là chỉ ngồi đó than thở, chỉ trích, phê phán và chửi rủa. Còn nhóm 2 không làm gì hết, nhiệm vụ duy nhất là ngồi đó để suy nghĩ, tìm ra hướng giải quyết cho một cái sự việc, cái tình huống mà tôi đưa ra cho cả hai nhóm. Đó là vì tình hình kinh tế suy thoái cho nên là công ty sẽ phải thay đổi cơ cấu và công ty sẽ thay đổi lại những một số cái hệ thống lương bổng. Thì nhóm 1 nhiệm vụ chỉ là chỉ trích, phê phán, phàn nàn, chửi bới. Và nhóm 2 nhiệm vụ duy nhất chỉ là suy nghĩ làm sao mà quay lại lãnh đạo và quản lý được đội nhóm của mình và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết để vượt qua cái thời kỳ khó khăn này. Thì các bạn biết sau 30 phút, nhóm 1 trong cái thời gian đó rất là yên ắng, rất là căng thẳng. Và sau 30 phút thì họ đưa ra được 2 trang để trình bày. Còn nhóm 2 thì họ không buông tha, họ vẫn tiếp tục. Tôi ra hiệu là hết giờ rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục là đầy nhiệt huyết, đầy tâm huyết, đầy nhiệt tình, đầy khí thế. Chửi bới, chửi người này, đổi thừa người kia, phàn nàn công ty, phàn nàn sếp của mình, phàn nàn chính phủ. Và không khí cực kỳ là sôi nổi. Và tôi ra hiệu tới giờ ăn trưa mọi người lại đem cái tiệp chuyện đó tiếp tục vào giờ ăn trưa, vẫn chưa ngưng, vẫn bàn luận, vẫn sôi nổi, tiếp tục chỉ trích, tiếp tục phàn nàn. Và kết cục là họ nộp bài, họ có 24 trang để đưa cho tôi, cô giáo, để trình bày. 24 trang đó đầy màu sắc và phong phú. Và đặc biệt rằng là họ còn có cả những cái cách chửi, những cái cách chỉ trích theo tiếng Đức, tiếng Thái, tiếng Lào, Myanmar, Campuchia, Việt Nam và tiếng Nhật. Các bạn có thấy không? Nói đến tiêu cực thì cái đại não của chúng ta nó hoạt động rầm rộ và đầy nhiệt huyết hơn là đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên chúng ta đã biết rồi, thì khi mình biết rằng tiêu cực nó không có đem đến lợi ích nhiều như vậy trong cái thời đại hiện nay, mà cái hướng tích cực, cái hướng đưa ra giải quyết, nó sẽ giúp cho các bạn làm giàu, kiếm tiền, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống này. Vì thế khi mà mỗi khi chúng ta là con người mà, đúng không, cuộc sống của mình sẽ có những cái điều làm cho mình cảm thấy rất là bực mình, tiêu cực, lâu lâu mình cũng muốn chửi ai một cái điều gì đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ lúc đó là mình biết được là mình đang ở tâm trạng đó, thì mình sẽ chuyển cái mode của mình lại từ cái mode mà tiêu cực sang cái mode là chúng ta gì, cái ta gọi là cái mode, tức là cái chương trình đó là hướng giải quyết như thế nào. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài, chúng ta coi bộ não của mình. Khi bộ não của mình nó giống như là một cái computer, cái não của mình thì nó là phần cứng, thì những cái tương tác giữa những cái hormone thần kinh với nhau, những cái dòng suy nghĩ, những cái cảm giác, nó là phần mềm. Thì khi mà bạn có những cái tiêu cực, tức là trong cái phần mềm của bạn nó đã bị nhiễm virus, thì thứ nhất là bạn, đầu tiên là bạn phải nhận dạng là bạn đã bị nhiễm virus. Nhiễm virus như thế nào? Có nghĩa là mỗi khi tôi nói là ôi thôi, làm rồi cũng không có xong đâu, cũng chẳng có ai nghe theo mình đâu, sao mà cái số của tôi lúc nào nó cũng bạc bẽo, gặp người không tốt, công chuyện không bao giờ trôi chảy, cố thì cũng chẳng đi đến đâu, chẳng ai e theo mình. Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ đó, đó là những tư tưởng tiêu cực, nó sẽ không giúp cho mình được nhiều gì cả, nó không đưa ra hướng giải quyết gì cả. Các bạn, những khi mà các bạn biết mình có những cái suy nghĩ đó, tức là mình bắt đầu bị nhiễm virus, nhận dạng. Cái thứ hai là các bạn không nên đi đến và quan hệ và cũng như tham gia vào những cái cộng đồng, những cái môi trường có virus. Khi có virus là bạn sẽ bị nhiễm bệnh rất là dễ, không sớm, không chóng thì chày, không sớm thì muộn. Trong cuộc sống của chúng ta, trong môi trường sẽ có rất là nhiều con người thành phần. Ngay cả trong gia đình của mình, ngay gia đình của tôi cũng vậy, sẽ có những người, có những lúc họ bị nhiễm virus rất là nặng, hay là những người bạn bè, thì làm sao mà mình né họ được? Họ là gia đình của mình mà, họ là bạn, là đồng nghiệp của mình mà, làm sao mình bỏ đi luôn được? Thì đối với những người đó, chúng ta nên tạo cái biên giới. Đối với tôi thì bởi vì cái thời gian của tôi rất là quý báu, tôi không thể để nào mà tôi bị bệnh được. Tôi cần phải làm rất là nhiều việc, cho nên khi mà những cái thành viên đó mà bắt đầu phàn nàn, nói xấu ai đó, hoặc là than vãn hay gây gieo rắc những cái nỗi sợ, là đầu tiên là tôi sẽ im. Chị, bạn có chuyện gì khác để nói hay không? Lan bận rồi nha, Lan phải đi đây. Và tôi cố ý làm như vậy, và làm khoảng chừng 3 tuần là những thành viên đó, mỗi khi mà họ biết là họ đang có bị virus, họ sẽ không có đến gần, họ sẽ không có tìm tôi nữa, và tự động họ phải chấn chỉnh họ thôi. Đó là cái thứ nhì, không tạo biên giới và không nên đến gần và hoạt động ở những nơi, những cộng đồng mà có bị nhiễm virus.
Và cái điều thứ ba là chúng ta mỗi ngày thức dậy, chúng ta nên nghĩ đến ba điều mà bạn biết ơn. Bởi vì khi bạn nghĩ đến điều đó đó, thì trong não của chúng ta nó sẽ được kích thích serotonin. Serotonin là một cái tố chất thần kinh não, nó giúp cho chúng ta tạo tự tin, phấn chấn và đưa đến chương trình hành động rất là tốt và đem đến những cái sự hưng phấn, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Ba điều đó, nhiều khi mình bực mình nghĩ tôi đâu có cái gì đâu mà tôi phải biết ơn, cái gì cũng xui xẻo, cái gì cũng coi như là chán nản, nhưng mà phải ráng tìm ra. Thí dụ như là mình mà đã bị cục hai cái giò thì vẫn có điều mình biết ơn, đó là gì, mình còn đôi tay. Thí dụ như vậy, bạn phải nghĩ được ba điều đó. Các bạn cứ nhớ đó là một cái cách bạn kích hoạt serotonin ở trong não. Phải có một ngày khi mà bạn thức dậy, bạn thở được là bạn đã tìm ra được ít nhất là ba điều mình phải biết ơn. Các bạn nhớ nhé, rất quan trọng. Và cái điều cuối cùng đó là gì các bạn biết không? Thường xuyên, giống như computer thôi, giống như cái máy của mình, các bạn phải thường xuyên là cài đặt, upgrade, là giống như là mình cập nhật những cái phần mềm mới. Và chúng ta phải thường xuyên lau chùi và rửa nó, clean up nó cho nó sạch sẽ. Giống như cái computer của mình cũng vậy. Thì những cái hoạt động như là chúng ta thiền nè, chúng ta đi học những điều gì mới, đi những con đường mới, gặp những người mới, học những điều mới, đọc những cái sách mới, thì những cái điều đó giúp cho chúng ta tạo lên nên những cái kích thích gọi là hormone neuron ở trong cái thần kinh neuron transmitter. Nó tạo chúng ta, kích thích cho chúng ta tạo ra những cái trạng thái, những cái hành vi mới và những cái sức mạnh mới. Cực kỳ quan trọng, các bạn phải thường xuyên học hỏi, lau chùi và cập nhật cái bộ não của mình. Điều đó rất là quan trọng, các bạn nhớ nhé. Và một điều cuối cùng nữa, không phải một cái chuyện xấu, một cái chuyện mà nó tệ, chúng ta không nên là lấp liếm, là tự dối mình là cho nó là tốt đẹp. Ý tôi không phải là như vậy. Nhưng mà khi một cái chuyện nó không tốt xảy ra, thay vì mình ngồi đó, mình chuyển qua tư thế tiêu cực, cái trạng thái tiêu cực, chúng ta sẽ chuyển, bắt đầu học cách chuyển qua trạng thái, đó là gì? Trạng thái làm sao chúng ta giải quyết vấn đề, làm sao chúng ta làm cho nó tốt đẹp hơn. Đó là mấu chốt của vấn đề. Thì chỉ có tinh thần tích cực mới giúp bạn làm được điều đó. Còn lên tinh thần tiêu cực, nó sẽ giống như là một cái hố đó. Nó chôn bạn vào, nó đè bạn xuống, bạn càng ở trong đó, bạn càng tâm tối, bạn càng bi quan, bạn càng đau khổ hơn nữa. Và không tìm ra được cái đường đi ra. Chấm dứt cái bài hôm nay, đó là cách mà chúng ta tiêu diệt những cái tư tưởng mà tiêu cực và làm sao có những tư tưởng tích cực, giải quyết vấn đề để cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, thành công hơn. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Lan VQ TV, và đừng quên like, comment, chia sẻ cũng như là đăng ký vào Lan VQ TV channel để chúng ta nhận được video mới vào mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn. Believe, become, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.